Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của Bắc Trung Nam. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu nhà tân cổ điển 4 tầng với diện tích kích thước là 4 x 15. Trước khi cùng đến với cái mẫu nhà này thì chúng ta cùng quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi một chút. Vâng các bạn, đây là kênh YouTube của chúng tôi. Và các bạn muốn tìm kiếm thấy cái kênh YouTube này của chúng tôi thì các bạn hãy lên trên trang YouTube và gõ vào thanh công cụ tìm kiếm Bắc Trung Nam. Và các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và biểu tượng loa bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip, một cái thiết kế mới nhất nào của chúng tôi. Và trên trang YouTube, trên trang chính thức của công ty cổ phần kiến trúc Bắc Trung Nam thì chúng tôi đã đăng rất là nhiều cái thiết kế mới mà chúng tôi thiết kế cho khách hàng. Thì các bạn hãy lên trên trang YouTube và tìm kiếm các cái thông tin, các cái mẫu nhà mà các bạn ưng và các bạn hãy xem chi tiết ở bên trong của những mẫu nhà này. Và một khi các bạn đã ưng cái mẫu nhà thiết kế nào rồi thì các bạn hãy gọi đến số điện thoại 0788 33 2626 để được tư vấn một cách miễn phí và được thiết kế và thi công trọn gói các cái mẫu nhà mà các bạn ưng. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với cái mẫu nhà của ngày hôm nay. Đây là mẫu nhà mà chúng tôi đã hoàn thiện cho nhà chị Nga ở trên Lạng Sơn. Và mẫu nhà này có kích thước là 4 x 15 m và diện tích một sàn là 60 m². Và nhà này là nhà 4 tầng rưỡi. Các bạn nhìn này, 1 2 3 4 này. Nhà này là nhà 4 tầng rưỡi các bạn nhé, chứ không phải là 4 tầng. 4,5 tầng. Và tổng diện tích của cái ngôi nhà này là 260 m² các bạn nhé. Và được thiết kế theo cái phong cách và được thiết kế và thi công theo phong cách tân cổ điển. Phong cách này là phong cách khá là mới ở Việt Nam mình. Và cái mẫu nhà này thì như các bạn để ý, cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này, của cái mẫu nhà này là vẫn là tông màu trắng. Phần lan can của cái mẫu nhà này chúng tôi sử dụng là lan can bằng nhôm đúc các bạn nhé. Các bạn để ý, đây không phải là lan can sắt mà lan can này là mẫu lan can bằng nhôm đúc. Các bạn cũng có thể sử dụng cái mẫu lan can bằng sắt đều được hết. Cái mẫu lan can bằng nhôm đúc này thì chúng tôi đang thi công với đơn giá là 1.100.000 đồng, 1.100.000 đồng trên 1 m² các bạn nhé. À không phải, cái mẫu nhôm này là chúng tôi đang thi công là 2.500.000 đồng trên 1 m². Còn mẫu sắt, nếu các bạn sử dụng bằng sắt, cái lan can này bằng sắt và sơn tĩ điện thì nó có giá là 1.100.000 đồng trên 1 m². Cái phần cửa chính của ngôi nhà này thì chúng tôi sử dụng bằng cái gỗ lim Nam Phi và đều có sơn cái màu gỗ mun lên, sơn cái màu đen lên. Và cái gia chủ thì không thích cái màu gỗ lim Nam Phi nhưng mà lại thích cái chất gỗ ở bên trong. Chính vì thế nên là chúng tôi đã sơn cái màu đen này lên để cho nó hợp với lại phong thủy của cái gia chủ này và hợp với lại cái phần sở thích của cái gia chủ này. Các bạn để ý đây là phần là bên trong nhà. Lát nữa chúng ta sẽ vào khám phá ở bên trong nhà xem là có một bên trong nhà nó gồm những cái gì. Chúng ta đi vào luôn nhé. Đây là phòng khách của ngôi nhà này. Như các bạn để ý thì cái mẫu nhà tân cổ điển này thì bước vào phòng khách nó sẽ đập vào mắt chúng ta là những cái hệ phào chí và giấy dán tường. Đây là các phào chí bằng thạch cao hoặc các bạn có thể sử dụng phào chí này bằng phào chí bằng nhựa cũng được bạn nhé. Đấy, có hai loại, các bạn sử dụng phào chí bằng nhựa hoặc là phào chí bằng thạch cao. Nếu phào chí bằng nhựa thì nó sẽ đắt hơn. Bằng nhựa và cũng có thể sửa và cũng sơn các bề mặt màu trắng và đủ các loại màu cho các bạn. Còn giấy dán tường này thì chúng tôi đang sử dụng với cái loại giấy là 1.100.000 đồng trên một cuộn 20 m², hoặc các bạn có thể sử dụng loại giấy đắt tiền hơn thì nó lên tới hàng 400-500.000 trên 1 m². Cái này là tùy thuộc vào cái điều kiện của từng gia đình và tùy thuộc vào cái mong muốn của từng gia đình. Vâng, các bạn đã nhìn thấy, tức là cái chiếu ở phòng khách này này, đây là cái phần chiếu gạch. Chiếu gạch này thì các bạn có thể mua ở bất kỳ một cái cửa hàng gạch ốp lát nào. Thì cái chiếu này có đơn giá từ 2 triệu rưỡi trở lên các bạn nhé. Tùy thuộc vào các loại chiếu. Ví dụ như cái loại gạch này các bạn nhập khẩu ở bên Trung Quốc, bên châu Âu thì cái chiếu này nó có giá 10 mấy 20 triệu hoặc là 40-50 triệu đều có. Nhưng mà cái chiếu này chúng ta chỉ sử dụng, đây là loại chiếu bình thường. Nó có đơn giá tôi đang dùng là 6.500.000 đồng cái chiếu này. Và cái phần phào chỉ này thì chúng tôi đang thi công với đơn giá là 100.000 đồng trên 1 m² phần phào và phần chỉ và phần các phần phào này là 150.000 đồng trên 1 m² các bạn nhé. Cái phần lan can này chúng tôi sử dụng phần lan can này bằng nhôm đúc ạ, và phần trụ ở dưới này cũng là bằng nhôm ạ, sơn màu của giá gỗ ạ. Đây ạ, phần lan can này bằng nhôm đúc hết các bạn nhé. Và phần mặt bậc cầu thang này chúng tôi sử dụng bằng đá kim sa màu đen và cổ màu trắng.
Không gian phòng khách rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng bởi vì là cái diện tích của phòng khách này nó khá là bé, chính vì thế nên là ở phòng khách này chúng tôi chỉ sử dụng diện tích của ngôi nhà nó bé, phòng khách chúng tôi chỉ sử dụng được khoảng tầm 4,5 4 tức là rơi vào tầm 20 mét vuông thôi bạn nhé. Và ở dưới gầm cầu thang này thì chúng tôi bố trí một cái phần tiểu cảnh có các cái hệ thống đèn chiếu sáng ở bên dưới, tạo nên được cái không gian khá là đẹp ở trong cái phần cầu thang này. Đây ạ, à, các bạn hãy để ý xem ạ. Vâng, lúc này là cái phần chúng tôi chụp và chiếu bóng điện. Cái phần phào chính này nó có hai cách để làm. Hiện tại bây giờ thì thi công cái nhà tân cổ điển này, chúng ta sẽ sử dụng cái phần phào chỉ này là phào chỉ bằng gỗ nhựa và chúng ta sơn bề mặt chứ không ai còn đắp phào chỉ giống như ngày xưa nữa. Phần giấy dán tường này thì tùy các bạn chọn các loại mẫu, có rất là nhiều các loại mẫu giấy dán tường cho các bạn tự chọn. Đây các bạn để ý cái phần trần đấy ạ, khu vực phần trần này chúng tôi sử dụng và làm bằng trần bằng gỗ các bạn nhé, ốp trần gỗ. Đây là view nhìn từ trên xuống của ngôi nhà này. Cái gạch ốp đát này chúng tôi sử dụng là loại gạch chúng tôi đang sử dụng, gạch ốp đát này là loại gạch 60-60, bởi vì diện tích của ngôi nhà này nó nhỏ cho nên là chúng ta không thể sử dụng được cái loại gạch ốp đát 80-80. Còn những mẫu nhà tân cổ điển này, ví dụ như là diện tích của nó rộng một chút thì chúng ta sử dụng loại gạch 80-80 nhìn nó sẽ đẹp hơn, hoặc là 60-1,2 có rất là nhiều cái mẫu gạch thì các bạn hãy xem. Vâng, đây là không gian ở trong khu vực bếp ăn. Bên ngoài đây là phòng khách này, các bạn đi vào trong này, đây là khu vực bếp ăn, nhìn từ khu vực bếp ăn ra ngoài cũng khá là đẹp đúng không ạ? Và cái mẫu bộ bàn ghế này chúng tôi cũng thiết kế và thi công theo đúng cái mẫu bộ bàn ghế dành cho cái phong cách tân cổ điển. Và bộ bàn ghế này chúng tôi sử dụng bằng gỗ sồi Mỹ và sơn, gỗ sồi Mỹ và sơn ở bên ngoài, thì cái mẫu bộ bàn ghế này đang bán với bộ bàn ghế này là bộ ghế 6 người và đang bán với đơn giá là 7 triệu đồng một bộ. Và những cái ghế này là chúng tôi bán là 1 triệu 100 nghìn đồng trên một cái. Đây ạ, nhìn vào cái không gian của phòng bếp ăn này, chúng tôi có trang trí những cái mảng nhỏ đây ạ, tạo nên cái điểm nhấn cho những bức tường. Đây là những cái mảng nhỏ và chúng ta chạy bằng cái phào thạch cao này. Đây ạ, chúng ta chạy hết bằng phào thạch cao và khu vực này dán giấy ở bên trong. Cái phần dán giấy này là phần thi công cũng khá là tỉ mỉ cho nên là các bạn hãy để ý nhé. Cái phần này này cắt những cái điểm góc này này khá là tỉ mỉ. Nếu mà chúng ta chỉ cần hớ một chút thôi, nó sẽ bị xấu cái mẫu nhà này luôn, sẽ bị xấu luôn cái phần trang trí của cái mẫu nhà này. Còn tất cả các phần phào nẹp ở trên trần thạch cao này, nếu mà chúng ta có điều kiện hoặc là chúng ta có nhu cầu thì chúng ta hãy sử dụng cái phần dát vàng ở phía này thì cái đơn giá của nó sẽ cao hơn nhiều. Đây là phần hệ thống tủ tủ bếp, mà hệ thống tủ bếp của nhà này thì chúng tôi sử dụng bằng gỗ MDF có phủ acrylic, thì đây là loại gỗ MDF mà phủ cái công nghệ phủ cao cấp nhất. Công nghệ phủ này thì chúng tôi đang thi công với cái đơn giá là 12 triệu đồng một mét dài cả tủ trên và tủ dưới các bạn nhé. Đây ạ, chúng tôi đang thi công với đơn giá là 12 triệu đồng một mét dài cả tủ trên và tủ dưới, bao gồm tất cả các phụ kiện giá dao thớt, giá bát đĩa nâng hạ, piston, rồi tất cả các phụ kiện của trong tủ bếp này thì nó đều vào nổ ở trong này rồi, bao gồm cả mặt đá, bao gồm cả phần chậu rửa thì bao gồm ở trong phần đấy luôn, thì các bạn có thể tham khảo cái phần đơn giá này. Đây là một phần góc ở gian cầu thang. Như các bạn để ý lúc ở phòng khách tôi đã giới thiệu với các bạn, khu vực này chúng tôi ốp gỗ và cái phần gỗ này chúng tôi sử dụng, đây là gỗ, gỗ này là gỗ sến các bạn nhé. Cái phần gỗ ốp ở trên trần này chúng tôi sử dụng là gỗ sến và cái phần vách ốp này chúng tôi sử dụng bằng tấm PVC vân đá. Tấm PVC vân đá này chúng tôi đang thi công với đơn giá là 800.000 đồng trên một mét vuông các bạn nhé. Các bạn hãy để ý cái tấm này có rất là nhiều cái mẫu vân đá khá là đẹp cho các bạn lựa chọn. Cái phần chiếu ở phía chân cầu thang này thì chúng tôi ốp bằng đá bạn ý, và phần chân của cái phần vách ốp này chúng tôi cũng ốp bằng đá. Đây ạ, cái view nhìn từ trên cầu thang xuống ạ, bạn ý ạ. Đây là một cái không gian ở trong một phòng ngủ của ngôi nhà này và các bạn hãy để ý, đây là phòng ngủ master. Và chiếc giường này thì được chúng tôi thiết kế theo phong cách tân cổ điển và có rất là nhiều mẫu mã mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng, thì khách hàng rất là ưng. Và cái mẫu này chúng ta phải đặt ở tận xưởng thì mới đóng được, chứ các bạn mua ở bên ngoài thì nó sẽ không được ưng ý theo giống như các bạn và nó rất là ít cái mẫu để các bạn lựa chọn. Thì chúng ta một khi đã thiết kế lên rồi thì chúng ta đặt ở bên xưởng, họ sẽ làm cho mình giống y đúc những cái thiết kế mà mình đưa ra. Mẫu thiết kế này thì tôi đang thi công cho chủ nhà là 15 triệu đồng một cái giường này.
và tất cả cái dân này hệ khung gỗ là bằng gỗ tự nhiên hết các bạn nhé, bọc da cao cấp đấy. Cái phần này là chúng tôi bọc da cao cấp và cái đơn giá của dân này là 15 triệu đồng một cái. Đấy. Trong phòng ngủ thì chúng tôi cũng tạo nên những cái mảng không gian theo phong cách của tân cổ điển và được đi các cái phào chỉ xung quanh của các mảng không gian tường này và giấy dán tường sử dụng ở bên trong. Thì cái đặc thù của cái mẫu phong cách tân cổ điển này sẽ sử dụng một là giấy dán tường, hai là phào chỉ trần thạch cao. Đấy các bạn hãy để ý những cái mẫu này. Đây là không gian của một phòng vệ sinh. Vâng, cái phòng vệ sinh này thì cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì diện tích của ngôi nhà nó không được lớn lắm nên chúng tôi chỉ sử dụng cái phòng không gian của nhà vệ sinh này. Thứ nhất là một bệt, một cây sen tắm đứng, một cái chậu rửa mặt và một cái không gian, một cái khu vực không gian để chúng tôi bố trí các phần máy giặt ở trong này. Vâng, tôi vừa giới thiệu sơ qua về cái mẫu nhà mà chúng tôi đã hoàn thiện bàn giao cho nhà chị Nga ở trên Lạng Sơn. Thì các bạn có thể xem lại cái mẫu nhà này trên kênh YouTube của chúng tôi Bắc Trung Nam. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng loa bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào, một cái thiết kế mới nhất nào của chúng tôi đã đăng lên trên trang YouTube này. Vâng, các bạn muốn đăng ký thiết kế và thi công trọn gói thì các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0788 332626 để được tư vấn một cách miễn phí. Chào tất cả quý vị các bạn.